chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề, đó là lời nhắn từ người cha vũ trụ gửi đến bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Đây là một gói trà, trà kiểu trà túi lọc với mọi người. Kiểu đây là túi trà vị trà xanh. Cái số 2 này là một túi thạch anh, túi đá. Rồi cái số 3 ở đây là một viên, viên này cũng là người ta cũng gọi là viên trà mọi người ạ. Nhưng mà cái này thực ra nó là cái đường, và ở bên trong người ta có để thêm thảo mộc gì đó ở bên trong á, ví dụ như là cam hay là kỷ tử hay là gì đó. Uống cái này thì mình thấy nó khá là ngọt, thanh thanh thôi. Cái này như kiểu là đường mật đấy mọi người, nó không có ngọt gắt, ngọt đậm đâu, cũng rất là ngon. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất đi, để xem là lời nhắn từ người cha vũ trụ gửi đến bạn thời điểm hiện tại là gì nhá. Rồi và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nha. Vì đây là trẻ bé trung nên không thể đúng với tất cả mọi người được. Đầu tiên ý, đây là một cái tụ bài mà mình thấy thông điệp rất hay. Vũ trụ đầu tiên, lời nhắn từ người cha vũ trụ muốn nhắn các bạn rằng là hãy nhớ rằng tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn thời điểm hiện tại, tên của bạn, hoàn cảnh sống của bạn, tất cả những thứ đang cùng lúc diễn ra đây, những thứ đó là do bạn lựa chọn. Bạn đã từng lựa chọn trước khi bạn xuống đây, bạn đang đi cái hành trình này, bạn đang làm người, bạn đang sống ở trái đất này. Đó, cái hoàn cảnh sống đó là do bạn lựa chọn ở đây. Và vũ trụ nói rằng là khi mà chúng ta bế tắc, khi mà chúng ta cảm thấy mình là nạn nhân hoặc là chật vật hay gì đó ấy, hãy biết rằng là chính bạn là cái người đã dũng cảm lựa chọn cái hoàn cảnh như hiện tại. Chính bạn là người đưa ra cái quyết định, cái ý chí tự do của bạn ấy, là bạn muốn sống như thế này đó, để bạn có thể học được một cái bài học nào đó. Và mình thấy rằng là cái lá bài này cũng đang yêu cầu bạn rằng á, hãy đi theo cái con đường mà định mệnh đã sắp đặt. Đó là con đường bạn lựa chọn đấy, định mệnh sắp đặt. Và mình thấy dường như là các bạn đang ở trong một cái trạng thái khá là phân vân và bối rối, không biết là mình nên chọn con đường nào đây, đi trên cái quyết định nào đây. Và ở đây có cái lá bài này, mình sẽ đọc nghĩa của nó cho các bạn nghe nhá. Bạn có thể thấy mình đang ở ngã ba đường, và một thời điểm khi bạn đang được kêu gọi để đưa ra quyết định, bạn có thể sẽ phải đối diện với một sự thay đổi trong sự nghiệp, một mối quan hệ mới, một quyết định khó khăn hay một điều gì khác đòi hỏi lòng dũng cảm và niềm tin. Thì mình thấy rằng có một cái điều gì đó nó đã thay đổi trong cuộc sống của các bạn trong cái thời điểm vừa qua. Nó có thể giống như một cái bước ngoặt nó đến á. Thì điều đầu tiên ở đây vũ trụ muốn nhắn các bạn, đấy chính là hãy giữ vững cái niềm tin của bạn vào cái giấc mơ và cái mong muốn. Hãy tập trung hết sức lực vào nó. Mình thấy là có thể bạn có một cái đam mê, một cái mong muốn hay là một cái mục tiêu nào đó các bạn muốn theo đuổi. Đó giống như là một cái định mệnh, giống như là một cái thứ mà các bạn đã cam kết với vũ trụ rằng bạn sẽ đi theo nó rồi, bạn sẽ có được nó rồi, bạn sẽ chinh phục được nó rồi. Đó, nhưng có thể thời điểm này các bạn đang phân vân, các bạn đang suy nghĩ rằng là không biết là mình có nên đi theo cái con đường đó hay không. Thì ở đây mình thấy rằng là vũ trụ đang khuyến khích các bạn rất là nhiều về việc hãy tập trung vào cái giấc mơ mong muốn đó. Và cái chính cái giấc mơ mong muốn đó ấy, sẽ đem đến cho bạn một cái kết quả rất là đầy đủ. Với cái lá abundance ở đây rất là đầy đủ. Và lá bài này nó nói về việc đấy chính là bạn hãy quyết đoán lên, hãy chọn cho mình đi, hãy mạnh mẽ lên, tiến lên phía trước và đi theo đuổi cái giấc mơ đó. Ví dụ như các bạn có giấc mơ du học, ra nước ngoài sinh sống, hoặc bất kỳ một cái gì đó mà các bạn có một cái niềm tin rất là mãnh liệt và cực kỳ là yêu thích nó, cực kỳ là mong muốn nó, vũ trụ ủng hộ các bạn và mong muốn bạn hãy theo đuổi, hãy đi theo cái mong muốn, cái đam mê đó của các bạn. Cái điều số 2 đây mà vũ trụ muốn nhắc cho các bạn biết ý, đấy chính là khi các bạn ở một mình ấy, là cái lúc mà các bạn dễ dàng kết nối nhất với vũ trụ. Và trong cái thời điểm tiếp theo, với cái cánh cửa của mặt tinh thần tâm linh ở đây sẽ mở ra ấy, thì mình thấy rằng là bạn có cái trực giác tốt hơn, bạn kết nối với bên trong các bạn nhiều hơn. Và mỗi khi bạn cầu nguyện hoặc là muốn cầu nguyện hoặc mong muốn một cái điều gì đó, hoặc là muốn nói chuyện, muốn trò chuyện gì đấy với vũ trụ hoặc là những cái linh hồn hướng dẫn các bạn chẳng hạn, thì mình thấy rằng là nó sẽ bạn sẽ cảm thấy mọi thứ giống như là nó hiệu nghiệm hơn, nó dễ dàng kết nối hơn. Cho nên là hãy biết cách trải nghiệm những cái, hãy biết rằng là đôi khi chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian chúng ta phải ở một mình, nhưng một mình nó là một cái trải nghiệm cho chúng ta, và nó giúp cho chúng ta rất là nhiều thông thái hơn, bình tĩnh hơn, suy nghĩ về mọi thứ nó rõ ràng hơn. Và thời điểm tiếp theo cũng là một thời điểm rất là tốt để các bạn healing.
chữa lành một cái tổn thương, những cái tổn thương nào đó đến từ trong trái tim, đến từ trong con người của các bạn. Và mình thấy rằng là cái giấc mơ mà bạn theo đuổi liên quan đến mục đích sống của các bạn đấy, thì mình thấy là sắp tới nó sẽ bắt đầu có những cái bước tiến đầu tiên. Nó có thể là những cái tin tức rất là tốt liên quan đến mặt công việc, tài chính, tiền bạc, liên quan đến một cái hướng đi nào đó của các bạn. Và ở đây yêu cầu bạn hãy mạnh mẽ lên, quyết đoán lên, tiến lên phía trước với cái mong muốn đó. Bây giờ hiện tại là bởi vì các bạn quên mất là mình đã lựa chọn con đường nào trước khi mà bạn xuống đây, cho nên là các bạn rơi vào trạng thái confused này, bối rối lắm, lòng hoàng lắm. Nhưng khi các bạn bình tĩnh lại, kết nối với vũ trụ, bạn sẽ nhớ lại được rằng à, mình thực sự muốn cái gì, trái tim của mình nó sẽ đi theo cái con đường nào. Đó là thứ các bạn đã cam kết với vũ trụ là các bạn đi. Cái điều số tiếp theo nữa mà vũ trụ muốn nhắn gửi cho các bạn ở đây, đó chính là có những thứ nó đã đi qua trong cuộc đời của các bạn ấy, nó đã qua, nó đã vụt mất rồi, hoặc là các bạn không thể thay đổi nó để nó trở về như lúc đầu ấy. Hãy biết rằng là số phận đang tạo, chính số phận đã tạo ra những chướng ngại vật để ngăn bạn không đi theo cái hướng đó. Tức là các bạn hãy tưởng tượng rằng đôi khi các bạn rất là yêu một người nào đó, hai người nghĩ rằng mình sẽ thắm thiết ở bên nhau mãi mãi, nhưng đùng một cái có một cái bước ngoặt nào đó xảy ra và vũ trụ bẻ lái các bạn sang một cái hướng khác. Thì hãy biết rằng là bởi vì vũ trụ biết đâu là con đường bạn đã thực sự cam kết, đâu là con đường thực sự phù hợp với bạn. Và vũ trụ trong cái câu chuyện của tụ bài số 1 này, chính vũ trụ đã bẻ lái các bạn. Ở đây mình thấy có part love này, thì nhiều khả năng nhiều bạn là có một cái tình yêu nào đó mà các bạn có thể là rất là yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh, vì rất nhiều những thứ khác, mọi thứ nó đã bị bẻ lái sang một cái hướng khác ở đây. Đó, và chính vũ trụ là người đã tạo ra cho các bạn những cái chướng ngại vật. Các bạn đừng trách nha, bởi vì sao? Chính bạn là người cam kết các bạn đã đi theo cái con đường A rồi, mà các bạn đến khi các bạn xuống đây các bạn quên mất cái điều đó, các bạn muốn đi theo cái hướng B, và vũ trụ bẻ lái các bạn để bạn đi được theo cái hướng A ở đây. Và điều quan trọng nữa là có lý do khiến cho cái phát lớp đó, cái mối quan hệ cũ đó, tình yêu cũ đó nó không thành. Có rất nhiều lý do. Đó. Và giống như là bạn có một cái sứ mệnh cao hơn, bạn có một cái kế hoạch cao hơn, mà vũ trụ nhìn thấy điều đó, cho nên vũ trụ hướng các bạn đi theo cái con đường đấy ở đây. Và vũ trụ cũng nói rằng là gì, tất cả những gì mà bạn tìm kiếm ấy, tình yêu mà bạn tìm kiếm ấy, thì nó vẫn luôn ở sẵn đó rồi. Và mình thấy rằng là bạn có liên quan trực tiếp đến một cái người phụ nữ lớn tuổi nào đó, có thể là bà của bạn, mẹ của bạn, hoặc là một người bác, hoặc là một người nào đó. Mình thấy cái người phụ nữ lớn tuổi này á, cũng đóng một cái vai trò rất là đặc biệt trong cuộc đời của các bạn. Phải nói là rất là đặc biệt. Mình không quá rõ về tác động của cái người này đến với các bạn là gì, nhưng mà người này cũng nằm trong cái kế hoạch mà bạn đã lựa chọn, mà vũ trụ đã giúp bạn hoàn thành, giống như cái thời điểm hiện tại ở đây. Thì nói chung hãy nhìn mọi thứ một cái bức tranh rộng lớn hơn, toàn cảnh hơn. Các bạn sẽ hiểu được lý do vì sao mọi thứ đã diễn ra như vậy. Khi chúng ta zoom lại cái bức ảnh nào đó, nó sẽ bị vỡ. Nhưng khi chúng ta zoom out ra, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được à, bức tranh đấy nó vẽ những cái gì, nó màu sắc như thế nào, hình ảnh nó ra làm sao. Thì các bạn cũng như vậy thôi. Thời điểm này các bạn bối rối là bởi vì các bạn đang bị không biết là mình nên chọn cái gì. Thì các bạn cần phải bình tĩnh lại ở đây, dành thời gian một mình nhá. Lời khuyên là dành thời gian một mình này, đó, để kết nối với bên trong của các bạn, để lắng nghe xem là trái tim mình thực sự muốn cái gì. Nhưng ở đây đang có rất là nhiều dấu hiệu, đấy chính là có thể các bạn đang lung lay. Các bạn đang chuẩn bị đi hướng A rồi đấy, nhưng các bạn đang lung lay sang hướng B. Đó, lửa lọ lửa kia, nửa này nửa khác. Cho nên là vũ trụ mới nói bạn hãy quyết đoán lên, bạn chỉ chọn một thôi. Thật ra bạn chọn B cũng vẫn được nha, nhưng con số B đấy nó sẽ đi cho bạn một cái hướng khác. Nó khác so với kế hoạch ban đầu mà các bạn mong muốn, linh hồn của bạn nó mong muốn ở đây. Thì mình thấy rằng là hãy bẻ lái sang cái đúng hướng của nó. Vũ trụ sẽ cố gắng hết sức để đặt ra cho bạn rất là nhiều những cái chướng ngại vật, khiến cho các bạn đi đúng đường hơn. Còn đi đường kia thì nó có thể sẽ làm chậm cái tiến trình phát triển về mặt linh hồn của các bạn. Bởi vì chúng ta đi đường khác thì chúng ta sẽ không có cái trải nghiệm giống như chúng ta mong muốn. Bởi vì trước khi, như mình nói với mọi người á, là trước khi mọi người xuống đây, mọi người sẽ muốn học những cái bài học A, B, C, Y, Z. Ok, vũ trụ đồng ý. Và sẽ đưa cho bạn những cái kế hoạch rằng là à, bạn muốn học bài học A, B, C, thì các bạn hãy nhảy vào cái kịch bản này. Trong đấy có sắp xếp về người, về hoàn cảnh, về tên gọi, về các thứ A, B, C, Y, Z nó sẽ diễn ra. Thế nhưng bây giờ hiện tại các bạn đang gạt bỏ hết toàn bộ những thứ đấy, cho nên là vũ trụ mới nhắc nhở các bạn là hãy nhớ lại đi. Hồi đấy là chính con đã hứa với ta, xong bây giờ con xuống lại lật lọng là như thế nào. nó kiểu là như vậy đó. Thì mình thấy cũng đây là một cái điều rất là thú vị. Mình khá thích lá bài này khi mà mình đọc nghĩa lên. Mình cực kỳ là thích luôn.
Bạn đang được mời để ghi nhớ về kế hoạch lớn hơn của linh hồn mình và đầu hàng nó, tức là mình nhớ về kế hoạch đó mà mình đã đề ra rồi thì hãy surrender nó đi. Khi bạn đối mặt với con đường không xác định, bạn sẽ nghi ngờ về cái kết quả của nó, phía sau của nó. Đấy là điều bình thường. Đây là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang phải đối mặt với một kế hoạch lớn hơn của linh hồn mình. Cách tốt nhất đấy chính là đi xuyên qua nó. Tức là đôi khi các bạn có một cái mục tiêu nào đó, nhưng các bạn đang hiện tại là các bạn đang rất mù mờ. Các bạn không biết là phía sau của nó là cái gì. Nhưng ở đây vũ trụ đang ủng hộ bạn rất nhiều để bạn đi theo cái niềm đam mê đó, cái giấc mơ đó. Bởi vì nó sẽ đem đến cho bạn cái sự đầy đủ abundant ở đây. Mình hy vọng là các bạn có thể nghe và hiểu được cái tụ bài số 1 này, bởi vì đây là thông điệp rất là hay đấy. Cực kỳ mình theo mình thấy nó rất là hay đấy. Giống như là cuộc đời nó là một cái bản kế hoạch mà cả bạn cả vũ trụ cùng thảo luận ra, và chúng ta có cái trách chúng ta đã đi theo cái hướng rất là nhiều hướng khác nhau. Thì như mình nói rằng có thể là bạn đã có một cái tình yêu nào đó rất là đẹp. Các bạn nghĩ rằng hai người sẽ đến với nhau ABC Z, nhưng cái việc mà vũ trụ mà đột nhiên có một cái vấn đề gì đó xảy ra và bẻ lái cuộc sống của bạn theo hướng khác ấy, và từ đó các bạn khám phá ra được cái sứ mệnh của cuộc đời mình ấy, thì đấy tất cả mọi thứ nó đều nằm trong kế hoạch, kể cả việc bạn gặp người đó, kể cả cái việc mọi thứ nó bị bẻ lái, kể cả cái việc bạn đến được với cái sứ mệnh của bạn nha. Có khi đôi khi là phải nhờ chính cái mối quan hệ đấy nó mới thức tỉnh được bạn. Nên là mọi thứ nó kỳ diệu lắm nha. Đó là tụ bài số 1. Như Chúng các ta bạn đến số với tụ bài số số 2. Đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là với câu hỏi đó là lời nhắn từ người cha vũ trụ gửi đến bạn là gì? Đầu tiên ý, thì mình thấy là có thể thời điểm hiện tại của các bạn ý, các bạn đang có khá là nhiều những cái một vài những cái điều khiến cho bạn cảm thấy tan vỡ và buồn bã. Theo mình thấy được rằng là cuộc sống của bạn thời điểm hiện tại nó khá là lộn xộn, giống như cái trải bài này, rất lộn xộn. Tình cảm có thể không đi đến đâu cả, mọi thứ nó đang chơi vơi chênh vênh lắm, buồn bã rồi là tan vỡ. Số 2 về mặt tiền bạc tài chính, mình thấy có thể các bạn cũng đang gặp khó khăn ở đây. Số 3 có thể về mặt học hành của bạn, hoặc tiếp thu kiến thức, hoặc là những cái gì đó liên quan đến mặt kiến thức của bạn ấy. Các bạn cũng cảm thấy rằng là mình không có được vượt trội, mình không có được quá thông minh, mình không có được nói chung là không có được hoàn hảo, và các bạn kiểu dường như là thất vọng mọi thứ về bản thân của mình. Đôi lúc các bạn cảm thấy rất là tuyệt vọng và xấu hổ về chính bản thân của mình ấy, là tại sao mình lại tệ đến thế, mình lại không có được nhiều cái điểm tốt, không có được nhiều cái ưu điểm giống như người khác, và bạn bắt đầu tự ti về bản thân và so sánh bản thân của mình với những cái người xung quanh. Thì vũ trụ muốn vỗ về và nói với bạn rằng là có một cái trí thông minh, có một cái trí tuệ rất lớn bao trùm toàn bộ cái vũ trụ này, và bạn cũng có quyền để có thể là truy cập vào cái trí thông minh đó, và cái trí thông minh này nó đến từ chính bên trong bản thân của các bạn, chứ nó không đến từ từ cái sự tự ti của bạn đâu, mà nó đến từ chính bên trong của các bạn. Và cái lá bài này nó cũng nói về việc đấy, chính là nếu như một bông hoa ấy, nó biết chính xác khi nào nó sẽ nở ấy, thì các bạn cũng như thế, chỉ là các bạn chưa đến thời gian để nở thôi. Thời điểm hiện tại mình thấy rằng là cuộc sống của bạn ấy sẽ còn phải trải nghiệm rất là nhiều, với rất là nhiều những cái mối quan hệ, kể cả trong chuyện tình yêu, kể cả trong chuyện cuộc sống. Mình thấy rằng là bạn sẽ có thêm rất là nhiều những cái trải nghiệm nữa, vì mình cảm nhận được rằng á là bạn thứ nhất là bạn còn trẻ, thứ hai nữa là trải nghiệm của bạn chưa có nhiều. Trẻ ở đây không nhất thiết là về mặt tuổi tác đâu, mà sự trẻ trung này của bạn nó đến từ tâm hồn của bạn, nó đến từ bên trong của bạn, nó đến từ trải nghiệm của bạn. Bạn vẫn luôn là một đứa trẻ được vũ trụ yêu thương bao bọc. Đừng bao giờ cảm thấy là mình bị bỏ rơi, mình không ai yêu thương mình là một kẻ tồi tệ. Mình là một đứa con ghẻ nở của vũ trụ, ghẻ lở của vũ trụ, rằng vũ trụ không có để tâm gì đến mình hết á. Nhưng mà không phải đâu, vũ trụ vẫn luôn yêu thương các bạn. Chỉ là các bạn, mình thấy rằng là trong cái giai đoạn này, trong cái thời điểm này, và kể cả thậm chí là cái kiếp sống này, bạn sẽ học được rất là nhiều điều. Bạn sẽ đi từ thấp cho đến cao. Mình thấy có rất nhiều người sẽ đến với cuộc đời của các bạn, nam có, nữ có, từ những cái người kinh nghiệm nhiều có đến những người trẻ tuổi cũng có. Bạn sẽ giao tiếp với họ rất là nhiều, bạn sẽ kết nối với họ rất là nhiều ở đây. Và hãy nhớ rằng ngay cả trong những đêm đen, trong những khoảng khắc khó khăn nhất ấy, bạn sẽ vẫn luôn được dẫn đường. Với cái lá The Moon ở đây nó nói về việc kiểu ngay cả trong bóng đêm ấy, chúng ta cũng sẽ có một cái sự dẫn đường nào đó. Bởi vì các bạn biết bóng đêm nó khác với cả ban ngày đúng không? Ban ngày thì có mặt trời để chiếu sáng, nhưng ban đêm
thì chỉ có gì nhỉ, ánh trăng mà thôi. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào ánh trăng đó để dẫn đường cho các bạn. Thì mình thấy rằng là trong tương lai gần á, bắt đầu dần dần mọi thứ sẽ được, những cái chướng ngại vật trong cuộc sống của các bạn ấy, nó sẽ dần dần được giải quyết từng việc một. Và mình thấy rằng là bạn bạn kiểu bạn nên biết rằng là bạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm với nhiều người ấy, cho nên là khi mà một điều gì nó không thành hoặc nó không vui hoặc là nó không không ổn nó diễn ra ấy, nó chỉ là một phần của trải nghiệm hành trình này thôi. Bạn đừng quá buồn vì điều đó. Cái điều quan trọng là bạn rút ra được kinh nghiệm và bạn bước đi với cái hành trình tiếp theo. Cho nên người ta luôn nói rằng là cái mối tình năm 18 tuổi nó khác với cái mối tình năm 27 hoặc là năm 30 tuổi. Năm 18 tuổi thì khóc lên khóc xuống, chết lên chết xuống. Nhưng mà cái năm mà bạn 27, 30 tuổi ấy, bạn có một cái tình yêu nào đó hoặc nó không thành ấy, bạn cũng buồn chứ, bạn cũng khóc, không chỉ bạn cũng khóc chứ. Nhưng mà bạn vẫn có thể bình thường để có thể đi làm được. Không có vấn đề gì cả, không phải nghỉ học, không phải gì hết ạ. Đó, thì mình thấy rằng là bạn đang cần nhiều trải nghiệm hơn thôi. Và mình thấy rằng bạn chưa thực sự trưởng thành trong trái tim của bạn, trong tâm hồn của bạn, trong suy nghĩ của bạn, nên bạn sẽ cần có những cái bước trải nghiệm nữa. Và mình thấy là bạn cũng sẽ, chuyện tình yêu của bạn ấy, trong chuyện tình cảm của bạn ấy, nó sẽ cũng có rất là nhiều những cái điều thú vị nó sẽ đến. Vũ trụ nhắn các bạn là như vậy. Có thể là bạn sẽ yêu rất là nhiều mối tình, đến với rất là nhiều người đó. Hoặc có những người các bạn không hẳn là yêu mà các bạn đến với như mình nói là có cả nam cả nữ luôn đấy, là họ có thể đến giúp đỡ các bạn, chia sẻ với các bạn, mỗi người sẽ cùng đồng hành với bạn trong một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống này. Thế cho nên là hãy gạt bỏ cái sự tự ti đó của bản thân các bạn, đừng cảm thấy xấu hổ về những cái điều đấy. Tất cả những điều này nó sẽ làm nên một cái bức tranh rất là tuyệt vời của cuộc đời các bạn, trong cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy rằng nếu như thời điểm hiện tại các bạn đang có một cái tình cảm nào đó rồi, mình thấy cái mối quan hệ đấy sắp tới có thể nó sẽ có những cái bước thử thách nào đó diễn ra. Các bạn sẽ phân vân lo lắng sợ hãi ở đây, bởi vì mình thấy bạn cần phải học rất nhiều bài học. Vũ trụ nói với bạn là như vậy, bạn phải học rất là nhiều bài học thông qua tình cảm, thông qua những mối quan hệ bạn bè, thông qua những mối quan hệ đồng nghiệp hay là những mối quan hệ khác. Mình thấy là bạn sẽ phải học nhiều. Học ở đây là vừa học những cái bài học ở ngoài đời đó, và thậm chí là vừa học những cái kiến thức ở trong nhà trường luôn. Ở đây có study này, nó hai cái lá này nó cho mình một cái cảm giác rằng là bạn có thể là có một cái yếu tố nào đấy nó hơi trẻ trung một chút, có thể là về tuổi tác, có thể là về suy nghĩ, có thể là về trải nghiệm. Nhiều người họ tuổi tác họ cao thật, họ nhiều thật ấy, nhưng mà cuộc sống của họ quá là nó êm đềm, hoặc là nó cứ kiểu họ luôn luôn giống như là một đứa trẻ. Mình nói thật là như vậy, có thể bạn chưa gặp những người như thế đâu, nhưng mình thì mình đã gặp rồi đấy. Lúc nào cũng giống như là một đứa trẻ vậy, giống như là không bao giờ trưởng thành được ấy. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều để bạn có thể trở nên trưởng thành hơn, để có thể học được bài học hơn. Và trong tương lai gần này, cứ yên tâm là mọi thứ dần dần từng bước ấy, nó sẽ được giải quyết cho các bạn. Bởi vì các bạn có lá bài Ganesha đây rồi, nữ thần đã đứng lên để bảo vệ các bạn, để gạt bỏ những cái năng lượng tiêu cực cũng như là những cái chướng ngại vật từng bước. Và mình thấy là bản thân bạn cũng sẽ ngộ ra được nhiều bài học ở đây, và mình tin rằng các bạn sẽ phát triển thành một cái phiên bản tốt hơn. Sau này bạn nhìn lại cái khoảng khoảnh khắc này, cái khoảng thời gian này, các bạn sẽ cảm thấy rằng là bởi vì lúc đó mình quá là ít kinh nghiệm, cho nên là mình mới như vậy. Còn có những bạn đã trải qua những thứ mà mình nói rồi, thì hãy nhìn lại cái khoảnh khắc đó, hãy nhìn lại cái khoảng thời gian đó, rút ra được một cái bài học cho chính bản thân của mình, và biết đâu bạn có thể giúp được những người khác thông qua cái trải nghiệm của chính mình ở đây. Lá này nó cũng nói về việc đấy, chính là vũ trụ rất là thương bạn, rất là yêu bạn. Bạn luôn là một đứa trẻ như vậy. Bông một bông hoa nó biết khi nào nó nở, và các bạn cũng như thế, các bạn chưa đến giờ nở hoa thôi. Vì thế mà đừng cảm thấy là quá là buồn bã hoặc là mọi thứ nó chưa như ý. Chúng ta rồi sẽ nở bông, nhưng mà mỗi một bông hoa có một cái chu kỳ nở hoa riêng. Ví dụ giống như hoa phù dung thì nó nở vào ban sáng nó màu trắng, dần vào về phía chiều thì nó màu 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 hồng, và nó dần dần héo dần luôn các bạn ạ, nó cứ héo héo dần luôn. Thế là bông hoa phù dung nó chỉ nở trong một ngày thôi. Có những bông hoa thì nó lại, ví dụ như là hoa xuyến chi, người ta gọi là hoa cức lợn hay sao đấy, đấy là những cái bông hoa mà theo mình thấy là nó rất là bình thường, nó không quá đẹp, nó không đẹp, có thể là nó không có gì đặc sắc, nhưng mà cái độ bền của nó thì rất là cao, và cái sức sống của nó cũng cực kỳ là mãnh mãnh liệt, ở đâu cũng có nó luôn ý.
Đấy, cho nên là mỗi một người sẽ có một cái giai đoạn nở hoa riêng. Rồi mình muốn rút thêm xem. Mình thấy sắp tới có thể là một khoảng thời gian liên quan đến những cái trải nghiệm trong chuyện tình cảm của các bạn. Cái kế hoạch tiếp theo sẽ liên quan đến chuyện tình cảm của các bạn. Và bạn sẽ có những bài học, sẽ có những kịch tính nào đó diễn ra. Ở đây có triangle, là nhiều khả năng là thậm chí là các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn, hoặc thậm chí các bạn có bước vào một mối quan hệ ba người, hoặc mối quan hệ của bạn có ba, có người thứ ba ở đây, hoặc là bạn đang yêu một ai đó nhưng mà bạn lại gặp được một ai đấy mà cho bạn cảm tình chẳng hạn, bạn lại lựa chọn, bạn phân vân ấy, thì hãy biết rằng sự thay đổi thì luôn tốt. Mình thấy tụ bài này rất lộn xộn, nó giống như cái cảm xúc, cái suy nghĩ của bạn. Mình nói thật là bạn còn hơi trẻ, còn hơi kiểu giống như là đôi khi là hơi thiếu trải nghiệm một chút nha. Tất nhiên rồi, đấy là với những ai xem cái trải bài này của mình và cảm thấy nó đúng nha. Còn nếu như bạn cảm thấy nó không đúng, sau đấy các bạn vào comment là ôi bác anh dạo này nhiều tuổi lắm rồi, bác thế nọ, bác thế kia này khác, thì mình không nói những trường hợp đó, đấy là trường hợp không đúng với trải bài của mình. Còn những trường hợp mà các bạn thực sự đúng thì hãy lắng nghe nó nhé. Sự thay đổi thì luôn tốt. Tụ này nó là một cái ẩn số gì đó mà theo mình thấy là rất là nhiều kịch tính nó sẽ đến với cái kế hoạch hành trình cuộc đời các bạn luôn ấy, chứ không phải chỉ trong khoảnh khắc này đâu. Cuộc đời bạn là như vậy, để các bạn khám phá ra được rằng là cái trí tuệ thực sự của mình nó nằm ở đâu. Mà bạn xuống đây vốn dĩ là chỉ để trải nghiệm, để học mà lại. Rồi nhá, đó là tụ số số 2 ạ. Chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Các bạn đến với tụ bài số 3, đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với tụ bài số 3 ở đây ý, câu hỏi đó là lời nhắn từ người cha vũ trụ gửi đến bạn là gì. Thì đối với tụ bài này mình thấy rằng có thể thời điểm hiện tại các bạn đang cảm thấy kiệt sức, đang cảm thấy rất là gánh nặng, kiệt sức, mệt mỏi, khi mà các cái yếu tố đến từ bên ngoài lẫn cơ thể, sức khỏe đến từ bên trong của các bạn ấy, nó đang hết sức là báo động. Với cái lá bài này mình cứ có một cái cảm giác là nhiều khả năng là các bạn đang bị bóc lột bởi một cái tình huống nào đó, bởi công việc chẳng hạn. Mình thấy rằng là họ đang lợi dụng bạn, hoặc thậm chí là họ đối xử với bạn không tốt. Bạn bỏ ra rất là nhiều nhưng mà họ đến khi nhận lại thì không được bao nhiêu, và nó không xứng đáng với cái công sức, cái trí tuệ mà các bạn bỏ ra ở đây. Và chính vì thế mà các bạn rất là mệt mỏi. Các bạn mình thấy có là một cái người có một cái tầm nhìn rất là xa, bạn có khả năng nhìn xa trông rộng và cũng có một cái mong muốn, ước mơ rất là lớn lao, nhưng mà các bạn chưa dám để bứt phá khỏi cái vùng an toàn ở cái thời điểm hiện tại. Thì lá bài này nó nói về việc đấy, chính là bạn xuống đây với vũ trụ muốn nói với bạn rằng là bạn xuống đây với rất là nhiều những cái món quà mà vũ trụ trao tặng cho bạn. Đó là những cái khả năng, đó là những tài năng của bạn, những sự sáng tạo của bạn, hay là bất kỳ một cái điều tốt đẹp nào đó đến từ bên trong của các bạn, nhưng bạn chưa được khám phá ra cái điều đó. Có những bạn thì đã khám phá ra được rồi, có những bạn thì chưa khám phá ra được cái điều tuyệt vời đó đến từ bên trong của bạn. Thì ở đây bạn đang được kêu gọi là hãy quay về với bên trong để khám phá cái điều tốt đẹp đó, và khiến cho những cái điều tốt đẹp bên trong bạn nó được nở bung, nó được bung lụa. Bạn đang được kêu gọi để tiến lên phía trước. Và cái tình huống này các bạn đang gặp phải thời điểm hiện tại ấy, mình thấy nó không cho bạn có thể bung được những thứ đó. Và mình thấy rằng là kiểu cái khả năng của bạn ấy nó lớn hơn những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại ở đây. Giống như có thể là cái công việc đó nó giới hạn bạn quá nhiều. Bạn là một cánh chim, bạn bay trên bầu trời chứ không phải là bị nhốt ở trong cái lồng đó. Thì mình thấy là nhiều khả năng ấy, trong thời điểm tiếp theo các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định rất là quan trọng. Và cái quyết định đó ấy, nó cũng là một cái quyết định rất là đúng đắn thôi. Quyết định đấy nó mang tên rằng đấy chính là cái sự giải phóng bản thân của bạn, breaking free. Các bạn sẽ chọn sự tự do, sự giải phóng cho chính mình. Các bạn sẽ tiến lên phía trước. Sẽ trước cái lá 8 gậy này là cái lá 7 gậy. Lá 7 gậy là người ta đang phải đối diện rất là nhiều khó khăn, nhưng các bạn sẽ nhấc được hết tất cả những cái khó khăn đó và ném về phía trước, khiến phóng những cái cây gậy này nó bay về phía trước ở đây. Đó. Và cái lá bài này đang kêu gọi các bạn đấy chính là hãy sống thật với cái khả năng tuyệt vời đến từ chính bên trong bản thân của các bạn. Nhiều khi là cái môi trường này nó không cho bạn cái cơ hội để bạn phát huy, hoặc là
bạn muốn phát huy đấy, nhưng bạn cứ bị người ta chùi dập đi, rồi là người ta giao cho bạn những cái công việc mà nó không thuộc chuyên môn của bạn, và bạn bị bóc lột rất là nhiều. Bạn không muốn mình tiếp tục như vậy nữa, trong khi bạn, cái tài năng của bạn này, cái tầm nhìn của bạn nó lớn hơn, nó thông minh hơn, nó rộng hơn. Và ở đây cũng có lá bài đấy, chính là hãy tự hào, hãy tôn vinh chính bản thân của bạn. Bạn là một người rất là tuyệt vời. Và ở đây ấy, mình thấy là cái cách tốt nhất ấy, để bạn có thể có được cái quyết tâm đó, thì hãy tạm thời có thể là thiền này, hoặc là bình tĩnh lại này, quay về với bên trong của mình này, để suy nghĩ, xem xét và đưa ra cái quyết định đúng đắn cho bản thân, sẽ có một cái kết quả có lợi dành cho đôi bên. Tức là kiểu gì đi chăng nữa, bạn cũng có thể thoát khỏi được cái tình huống này một cách dễ dàng hơn, một cách tuyệt vời thôi. Nó sẽ có lợi cho bạn, mà nó cũng có lợi cho vũ trụ luôn nha. Và lá bài này cũng đang hướng dẫn bạn có một cái bước, hướng dẫn bạn là hãy bước lên và có một cái bước nhảy vọt. Có một cái bước nhảy vọt so với trước kia. Mình thấy là có thể đang thúc đẩy bạn đi theo một cái đam mê nào đó ở đây. Đó là những thứ mà bạn phải giấu kín đi từ rất là lâu rồi. Thêm vào đó nữa, mình thấy cái cảm xúc của bạn ấy, nó không được mạnh lắm. Tức là bạn dễ bị áp lực bởi những người khác, bạn dễ bị áp lực bởi những cái người này. Cho nên ở đây bạn cần có một cái sự thanh lọc những cái cảm xúc tiêu cực của bản thân mình đi. Và đây các bạn có luân xa trái tim nó đang bị ngược à, thì mình thấy rằng là bạn có thể là bạn thiếu đi cái bạn không cảm nhận được tình yêu từ người khác, bạn cũng không biểu lộ được cái tình yêu của mình với những cái người xung quanh. Thì ở đây có Rainbow Blessing, thì mình thấy là cứ yên tâm đi, vũ trụ đang đứng đằng sau các bạn đấy, và đang kêu gọi bạn là hãy bước lên đi, hãy nhảy vọt đi, hãy có một cái bước nhảy ra cái vùng an toàn của các bạn đi. Và phía trước đang đợi bạn là những phước lành. Phước lành sẽ được sâu ra, sẽ được thể hiện ra trong cuộc sống của các bạn. Và đây sẽ là một cái quyết định đúng đắn. Mà có lẽ sau này khi các bạn nhìn lại các bạn, ui đây có lẽ là một trong những cái quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Vì giây phút đó các bạn đã chọn bước lên chứ không chọn lùi lại. I go where you go. Tôi đi tại nơi mà bạn đã đi, tại nơi mà bạn đi. Giống như kiểu bạn tiến một bước, vũ trụ cũng tiến một bước. Kiểu đang rất là sẵn sàng rồi, đợi bạn quyết tâm thôi, để các bạn có thể vọt lên khỏi nó thôi. Mọi thứ trông là như vậy, nhưng mà cái thực chất bên trong nó lại không phải là như vậy. Các bạn cảm thấy cuộc sống của mình tồi tệ, nhưng thực chất là nó chỉ đang đưa bạn đến cái bước đường cùng nhất, để các bạn có thể bật dậy thôi. Để các bạn, khi mà chúng ta bị dồn vào chân tường ấy, chứ chỉ có một lựa chọn duy nhất ấy, là chúng ta phải bật lại. Hai là chúng ta sẽ bị chịu chết ở cái chân tường đó. Các bạn thông cảm cho mình, không hiểu sao cái ngôn ngữ của mình nó đang bị rối loạn kinh khủng. Và Phúc Dụ có một câu rất là hay, đấy chính là khi đã ở dưới đáy, con đường duy nhất chính là đường lên. Thì các bạn đang bị dồn vào cái giai đoạn đường cùng đó. You know what to do. Bạn biết là mình cần phải làm gì. Bạn có nhiều sự lựa chọn hơn là bạn nghĩ rất là nhiều đấy. Những cái điều tồi tệ đó là sự tập dượt cho những cái điều tốt đẹp hơn nó đang đến. Vũ trụ quá hứa hẹn cho các bạn. Bạn đang được kêu gọi là hãy bứt phá rồi, tiến lên phía trước rồi. Mình thấy là có thể sẽ có người giúp bạn, và có thể các bạn sẽ có hợp tác với một cái đội nhóm nào đó, và trong cái đội nhóm đó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn bứt ra khỏi cái xiềng xích cũ, hoặc là cái hoàn cảnh cũ. Mình thấy có ai đấy bóc lột các bạn rất là nhiều. Ở đây hình ảnh địa chủ là nó cho mình cái cảm giác là cái người này rất là giàu có, họ có quyền lực, uy quyền, cũng có thể là sếp của các bạn nha. Quyền lực, uy quyền gì đó ở đây đấy. Mình thấy sắp tới có thể bạn sẽ nhận được một cái tin tức nào đó từ xa, và nó có thể sẽ chính là thứ cứu cánh bạn trong lúc mà các bạn đang bối rối nhất, chán nản nhất, mệt mỏi nhất, kiệt sức nhất. Đó có thể là một tin tức liên quan đến mặt công việc nhé. Mình có thể là các bạn vẫn đang đợi nó rồi, nhưng mà nó chưa tới thôi. Nhưng mình thấy là sắp tới nó sẽ tới với bạn, và The Sun sẽ tới thôi. Mình thấy bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc trọn vẹn khi vượt qua được khỏi cái tình huống này. Có một đội nhóm nào đó mà mình nghĩ là nữ nhiều hơn nam sẽ giúp bạn. Đó có thể là mẹ, chị, hoặc là những người đồng nghiệp, hoặc là những cái người nào đó mà chị em bạn gì nào đấy, họ sẽ giúp các bạn vượt lên rất là nhiều. Họ cũng là những cái người có điều kiện ở đây, họ sẵn sàng giang tay ra để giúp bạn, giúp đỡ bạn rất là nhiều.
Mình thấy bạn quá mệt rồi, nhìn cái hình ảnh quá mệt và kiểu giống như bế tắc ấy, tiến không được, lùi không xong ở trong cái tình huống đó, các bạn bị ràng buộc. Rồi, đợi mình xíu nha. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Hãy chuẩn bị đi cho những cái điều kịch tính nó đang đến với cuộc sống của các bạn. Lá bài này nó nói về việc đấy, chính là cuộc sống của bạn nó cũng đang buồn chán đi, không có gì thay đổi đi. Thì cái lá bài này nó nói về việc đấy, chính là sắp tới đây sẽ có một cái phép màu nào đó, có một cái ngọn gió nào đó nó thổi đến trong cuộc sống của các bạn và nó khiến cho cuộc sống của các bạn kiểu giống như là kịch tính hơn ý, thú vị hơn ý. Đó. Ôi, những giọt nước mắt của sự đau khổ cuối cùng sẽ trở thành những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Có những bạn đang chờ một điều gì đó và chờ rất lâu rồi. Bạn rất tuyệt vọng rồi, kiệt sức rồi. Và thêm vào đó thì các bạn cũng bị áp bức bóc lột từ một số người nữa. Cho nên là các bạn khóc rất là nhiều và buồn chán rất là nhiều. Nhưng mà hãy tin rằng những giọt nước mắt của sự đau khổ cuối cùng sẽ trở thành những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mình tin vào điều đó và mình cũng nhìn thấy điều đó ở trong cuộc sống của các bạn rồi. Đây là những cái lời mà vũ trụ đang gửi gắm đến cho cuộc sống của các bạn. Ngày xưa mình cũng là một cái người rất là thích cái lá bài này. Nó cho mình một cái cảm giác gì đấy rất là an ủi, rằng là tất cả những cái nỗi đau mà mình trải qua ấy, nó không có gì là phí phạm cả. Tất cả những thứ đấy nó đang đều dạy cho mình một bài học nào đó, và nó khiến cho mình trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Thì chính các bạn cũng như vậy thôi. Rising above, chắc chắn các bạn sẽ freedom được, sẽ tự do, sẽ giải phóng bản thân của mình, bứt phá khỏi cái con người cũ, khỏi cái vòng lặp cũ, để trở thành một phiên bản tốt hơn, để đến với cái đam mê thực sự của bạn. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhấn like vào kênh của mình nha. Bye bye.